quốc hội cụ Nguyễn Thị Thanh. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Kính thưa các quý khách thập phương cùng toàn thể bà con nhân dân có mặt trong buổi dự lễ cúng viếng bốn năm qua mạng và bà con làng xóm chúng tôi, niềm tiếc thương nỗi nhớ vô cùng, cùng đồng cảm và chia sẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao này với gia đình. Trong giờ phút trang nghiêm và đầy xúc động này, người còn người mất nói sao hết thành lời. Chúng tôi đoàn đại biểu ban công tác mặt trận thôn Tỉnh Tây xin được dâng hương tín ngưỡng lên hồn cụ. Áo chỉnh tề lễ nghi đầy đủ về trước thất linh sàng để làm tuần lâm miệng tuần kinh tiếp dẫn Di Đà đất ta dọc đắp chân linh sinh tận độ tử yên đài bạc lễ Di Đà. Oh,
năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt cánh trường khắc khoải. Ơn dưỡng dục mẹ ôi sao xiết kể, công sinh thành con nghĩ quặn lòng đau. Gốc mai già sơ xác đã từ lâu, chơ vơ đứng giữa trường đời gió lòng. Dòng sông chảy ấy đời con trống mộng, lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ, được ấp ủ trong tình thương của mẹ. Mạnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu, bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình yêu của mẹ. Vu Lan đến cõi lòng con quạnh quẻ, bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Một chiều thu lạnh dâng bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ôi bao thấm thía. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lão muôn một trả chưa xong. Con nào cũng cầu mong cho cha mẹ được trường thọ bất nhiên,
để cho các con được đền ơn trả nghĩa công sinh thành dưỡng dục. Nhưng quy luật tạo hóa con người sinh có hạ tử bất kỳ, trong năm một cõi ai thì tránh sang. Một trái tim trung thủ của một người vợ, một trái tim đầy nhiệt huyết của một người bà, một người phụ, một người mẹ muôn vàn kính yêu, một trái tim nhân hậu trên kính dưới đường, trong cộng đồng cũng như trong dòng họ. Cụ trái tim đã ngừng đập, cụ đã mãn dương trần cụ nở tiên tờ. Đây là một tổn thất vô cùng lớn lao, một đau thương vô hạn không gì đủ đắp được. Cùng toàn thể bà con nhân dân trong tổ ngoài làng, bạn bè thân bằng nghĩa đại, bước đi trở lại gia đình hiếu chủ, sơi nước cùng dựng lễ truy điệu và lễ di quan cho cụ Nguyễn Thị Thanh, về nơi an nghỉ cuối cùng được thêm phần trang nghiêm và long trọng. Để chuẩn bị làm lễ truy điệu và lễ di quan cho cụ Nguyễn Thị Thanh, ban tổ chức lễ tang xin kính mời các con, các cháu, các chắc, họ mạng, nội ngoại của cụ trở về bên linh cứu để chuẩn bị chuyển linh cứu cho cụ. Xin trân trọng kính mời lễ chuyển linh cứu cho cụ xin phép được bắt đầu. Để lại cho gia đình, cho cháu con cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ thôn thị chúng tôi nhìn tiếc thương nỗi nhớ quân quân, cùng đồng cảm và chia sẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao này với gia đình họ mạc. Trong giờ phút trang nghiêm và đầy xúc động này, người còn người mất nói sau cho hết thành lời, chúng tôi đoàn đại biểu chi bộ thôn thị Đông Tây xin được chia sẻ với đồng chí Yên, đồng chí Thu và những người con thân yêu của gia đình cùng toàn thể gia đình Phò Mạc lời chia buồn sâu sắc nhất, mong gia đình bảo trọng sức khỏe, ổn định cuộc sống, cùng bà con nhân dân địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu lễ đặt vòng hoa, lễ dâng hương kính viếng hương cụ. Xin trân trọng. Thank you.
phần đáng quý để lại âm trần biệt lý, sống vì đất nước xóm làng khác đi để lại muôn vàng tình thương. Vĩnh biệt cụ, xin vĩnh biệt cụ, để tưởng nhớ hương hồn người đã khuất, xin đoàn thuốc mang niệm, thuốc mang niệm bắt đầu. Làm tiếp chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời ông Trần Thanh Đệ, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Thủy Lũng Tây lên làm lễ truy điệu và lễ di quan cho cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng kính mời. Chính quyền địa phương, kính thưa toàn thể lễ tang, thưa tất cả thưa nhân dân của các quý vị đại biểu, phần lễ viếng hương hồn cụ Nguyễn Thị Thanh kể từ 9 giờ 0 phút ngày 25 tháng 5 năm 2018 đến 8 giờ sáng nay đã được hoàn tất. Nhất nhất tập trung cùng đồng cảm chia sẻ sự mất mát đau thương của đại gia đình cùng các anh chị em, các con cháu chắc họ mạc bề ngoại của cụ cùng toàn gia tăng chủ. Kể từ đây phút chót cuộc đời như thế, thể xá thiên du đã định hướng đi về có vinh hạnh mà tạo hóa đã an bài lai lịch. Thật là một tổn thất lớn lao, không thể gì bù đắp nổi. Đối với gia đình, các con cháu, cháu chắt cùng họ mạc, nội ngoại của cụ cùng gia đình hữu chủ, ban tổ chức tang rất mong gia đình bảo trọng sức khỏe, tiếp tục vượt qua nỗi đau thương mất mát lớn lao này trên bước đường và sự nghiệp đương thời ổn định cuộc sống dân sinh. Ban tổ chức tang thay lời gia đình vô cùng cảm kích những tình cảm ân sinh tình nhân thế của các quý vị đại biểu, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong xã, ngoài xã, trong thôn cùng các xã bạn, các thầy cùng các cô, các ông, các bà, cô dì chú bác và con nhân dân trong xóm ngoài làng, bạn bè thân bằng cô hiếu gần xa của gia đình cùng các con cháu của cụ với gia đình hữu chủ, lời chia buồn, lời thăm hỏi ân cần sâu sắc nhất. Ban tăng lễ thay lời gia đình xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận ân nghĩa cao cả này và xin cảm ơn tất cả. Trong suốt quá trình tổ chức tang không tránh khỏi chúc hết, ban tổ chức tang rất mong được lượng thứ của các quý vị. Lễ truy điệu và lễ táng cụ Nguyễn Thị Thanh về nơi yên nghỉ cuối cùng theo nghi thức của địa phương đã được khởi xướng. Ban tổ chức tang trân trọng kính mời tổ nhà tang ngồi trong kèn để buổi lễ truy điệu được trang nghiêm và long trọng. Lễ truy điệu cụ Nguyễn Thị Thanh xin được bắt đầu. Toàn dân xa nhà đang thi đua lao động sản xuất, học tập, thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới và lập thành tích chào mừng 128 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu và chuẩn bị thu hoạch lúa chiêm xuân năm 2018 đã thắng lợi, thì một tên vườn của Nguyễn Thị Thanh, tên thường gọi là Cụ Bình, một cây con thân yêu của quê hương không còn nữa. Cụ đã vĩnh biệt gia đình cùng các con cháu chắt về với thế giới người hiền. Sáng nay với tình nghĩa thôn làng, tình quê hương gắn bó của bà con vung tay sản xuất nghỉ việc ra đồng, hội tụ về đây để chia buồn và tiễn biệt người con quê hương quốc tuấn anh hùng và dự lễ truy điệu để đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong giờ phút trang nghiêm và đầy xúc động này, cho phép tôi thay mặt ban công tác mặt trận thôn nhà được chia sẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao này tới gia đình cùng các con cháu chắt họ mạc nội ngoại của cụ. Thưa toàn thể tổ tang, được sự phân công của ban tổ chức tang, tôi xin được trân trọng sơ lược tóm tắt tiểu sử của cụ Nguyễn Thị Thanh. Về bản thân, cụ Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1933, sinh quán xã Phú Tây, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình,
Chú Bán, thôn Trường Tây, xã Phú Thuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Tham gia các tổ chức chính trị là hội viên Hội Người Cao Tuổi, Hội Quy Chùa Chiêu Khánh, xã Viên Dịch Vụ, Kinh Doanh, hợp tác xã Phú Thuấn. Cũng sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các thầy thuốc tận tình cứu chữa cùng các con cháu các chăm sóc ngày đêm, nhưng mong bệnh tình chóng qua khỏi để con cháu cậy nhờ cửa nhà ấm êm. Sau do tuổi cao sức yếu bệnh trọng, cụ đã không qua khỏi, đã chút hơi thở cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn của những người thân trong gia đình. Vào hồi 7 giờ 15 phút ngày 24 tháng 5 năm 2018, tức ngày 10 tháng 4 Mậu Tuất, cụ thượng thọ 86 tuổi. Thật là một tổn thất lớn lao, đau thương này thật là vô hạn, không thể gì bù đắp được đối với gia đình, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội địa phương. Cụ Nguyễn Đình Khanh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo yêu nước. Cụ sinh ra trong thời loạn lạc, lớn lên nhiều cảnh gian nan dưới chế độ phong kiến, trong cái cảnh cuộc đời của những người mất nước, những người dân mất nước do đế quốc Pháp đô hộ, cảnh lầm than đói nghèo, lao động thu nhập cày phê cũng mướn chạy phải quanh năm ngược xuôi khắp miền mà vẫn cơ hàn cũng vẫn của vụ tuổi thiếu thời phụ thuộc gia đình. Khi trở thành tham gia các phong trào thanh niên cứu quốc, đội dân quân tự vệ bảo vệ xóm làng, năm 1953 đi xây dựng gia đình với cụ ông tên Phạm Quang Bình, thôn Trường Tây, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Về gia đình, cụ cùng người ban đời Phạm Quang Bình sinh được 8 người con, 5 trai, 3 gái. Các con của cụ đều được gia đình nuôi ăn học, nề nếp, đã trưởng thành đến nay đã đều huề, yên bề gia thất, cháu chất đều huề, râu rể, thảo ngoan. Các thành viên trong gia đình của cụ đều là những công dân tốt, những hội viên tích cực của các tổ chức chính trị địa phương. Gia đình luôn thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nước và mọi quy chế của địa phương, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và đóng góp nghĩa vụ đối với xã hội đầy đủ. Cụ có 15 cháu và 2 trai. Các cháu của cụ còn đang theo học các trường là những cháu ngoan, trò giỏi, nhiều cháu đã trưởng thành và thành đạt. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cuộc chiến tranh bảo vệ thế giới, gia đình của cụ luôn phát huy truyền thống yêu nước của quê hương quốc thơ anh hùng, đối với gia đình của mẹ cảm thiện nước của trần nhà, từng động viên người chồng thân yêu lên đường đánh Mỹ, động viên quốc con trai bảo vệ tổ quốc ta, tổ cha bảo vệ chủ quyền cùng trời của tổ quốc. Hết mưa rồi trời sẽ hưởng biết thôi, lịch sử đã khắc ca khi con trai tổ quốc ta bắc nam các trung học của nhà đến nước thẳng thần ta hoàn thành nghĩa vụ liên quan tổ quốc ta. Ta quan chiến thắng trở về trong niềm vui tròn vẹn. Thưa là ta ngày qua ngày, tháng qua năm, xe già mong ngọc quá chỉ lạ đâu. Trong những năm gần đây, người mẹ thân yêu của anh chị em chúng tôi chân đã chậm, mắt đã mờ, tuổi càng cao sức càng giảm, dần lại thêm bệnh tật, thế là cụ ra đi mãi mãi không về. Phút chót cuộc đời nhân thế để lại cho xóm làng chúng tôi và cho cháu con họ mạng muôn vàn tình thương yêu nỗi nhớ, thương lắm cụ ơi. Thế là chim cá biệt tâm, thế là xa cách ngàn năm không chờ, để cho con cháu ngẩn ngơ, để cho làng xóm thân thờ nhớ thương. Hôm nay cụ ly biệt ra đi, tìm phương ấy nơi cửu tuyền đơn chiếc, cụ ở đâu giờ này có biết. Chim lạc đàn ngơ ngác tìm nhau, trời cao núi thẳm biển sâu, cụ đi đi mãi thì biết đâu mà tìm. Thưa là ta, cụ ra đi, toàn thể chúng tôi mất đi một người nông dân chuyên cần mẫu mực, hội người cao tuổi mất đi một cái cao bóng cả, làng xóm chúng tôi mất đi một người công dân tận tâm đức độ, bởi cụ là một tấm gương vượt khó vươn lên, tấm gương đối nhân xử thế, kính trên nhường dưới, luôn tốt với mọi người. Cụ ra đi, từ đây gia đình vắng vẻ, lấy ai chia sẻ tình cảm như xưa. Các con cháu mất đi một người mẹ hiền lành mẫu mực, các cháu chắc mất đi một người cụ, một người bà ruột là thân thảo. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Thanh, xin cụ hãy yên giấc ngàn thu,
dẫu biết rằng sinh tử là quy luật của tạo hóa, không ai có thể tránh khỏi, nhưng lòng bà con làng xóm tôi cứ nghẹn ngào xúc động bấn khuâng. Cụ mất đi là một tổn thất lớn lao cho họ mạng, cho gia đình nói riêng, cho bà con làng xóm chúng tôi nói chung. Đau thương mất mát lớn lao này không thể gì bù đắp nổi. Vinh bật cụ, bà con làng xóm tôi nguyện đoàn kết nhau hơn, quyết tâm xây dựng quê hương xóm làng ngày càng văn minh hơn. Thưa hợp tan, trong những ngày gia đình đau thương mất mát lớn lao này, ban tổ chức tan và gia đình hiếu chủ được có tiếp các quý đoàn đại biểu, các cơ quan, các ban ngành, các tổ chức thị địa phương, các quý khách thập phương cùng các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, các đồng đội, các đồng môn, đồng nghiệp, các gia đình thông gia, các gia đình liên gia, các bạn bè, thân bằng cô hữu vật xa của gia đình, các con, cháu của cụ. Đến với gia đình, động viên, thăm hỏi, cúng viếng bằng tinh thần vật chất, những vòng hoa tươi, những nhắn hương thơm đầy tình nghĩa, những tấm lòng ấy, những tình cảm cao quý đầy tính nhân văn đó, thay mặt ban tổ chức tang và gia đình thiếu chủ, chúng tôi xin cảm ơn và ghi nhận, xin cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu, các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, đồng môn, đồng nghiệp cùng toàn thể bà con nhân dân có mặt trong buổi lễ truy điệu, tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay. Giờ phút tiễn biệt cụ đã đến rồi, xin cung chúc cụ mắt mình lên trên mây, quy chầu tiên tổ, xóm làng tình nghĩa thiết thương, tiễn đưa cụ cả quê hương ngậm ngùi. Trong giờ phút trang nghiêm đầy xúc động này, người còn người khuất nói sao cho hết thành lời. Cụ ơi, cụ Nguyễn Thị Thanh, cho chúng tôi gọi tên cụ một lần cuối, để rồi đây mãi mãi lìa xa, trong nhớ thêm chỉ là hình và bóng. 786 mùa xuân sẽ gấp lại từ đây. Thế là vinh biệt cuộc đời, cụ đi đi mãi về nơi suối bằng, bà con họ mạc xóm làng bùi ngùi tưởng nhớ nghẹn ngào tiếc đưa. Vinh biệt cụ, xin vinh biệt cụ, xin cảm ơn. Nguyễn Thị Thanh về nơi yên nghỉ cuối cùng, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu hội quy chùa Chiêu Khánh. Có đôi lời ân cảm nguyện cầu hương hồn cụ siêu sinh tịnh độ về cõi bồng lai tiên cảnh, xin phép được bắt đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà tiếp dẫn vong linh A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền, nhân dân xã Quốc Tuấn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng cô dì chú bác của gia đình tăng chủ. Cụ Nguyễn Thị Thanh là hội viên hội quy chùa Chiêu Khánh. Hôm nay cụ đã mãn gói ca bà, hội quy chùa Chiêu Khánh đã về làm lễ cầu siêu cho cụ được hai chữ vãng sinh. Giờ đây trước lúc tiễn đưa cụ về chốn Nam Cung, hội quy chùa chúng tôi đang thể hiện bên linh cữu của cụ bùi ngùi nhớ thương, để thường nhớ người đã khuất trước khi tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi có đôi lời vĩnh biệt cụ. Vậy kính mời toàn thể nhân dân, các quý vị đại biểu, gia đình con cháu và các cụ tĩnh tâm niệm Phật. Two.
hỏi thăm con cháu mọi người sao hồn lỡ bỏ trên đời hồn ra đi. Ta hay sinh ký tử quy âm dương cách biệt phân ly đôi ở đường. Tuần canh gọi là lá số chuyên kinh cho hồn hồn lao. Tổ chức tăng xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình hiếu chủ có đôi lời ân cảm trước phút giờ công việc. Xin trân trọng giới thiệu. Kính thưa ban tổ chức lễ tăng, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể trong xã, kính thưa các quý vị đại diện cho thông gia viên gia với gia đình chúng tôi, kính thưa toàn thể các cụ các ông các bà về dự lễ tế lễ hôm nay. Mẹ tôi sinh ra và lớn lên tại quê hương xã Vũ Tây, huyện Nhà. Tuổi trẻ mẹ tôi cũng đã từng tham gia công tác đoàn rồi xuân quân du kích, sau đó xây dựng với bố tôi về quê hương xã Phúc Tuấn. Với bản chất thiền lành thật thà của người nông dân, mẹ tôi sống chung thủy và có hết lòng có trách nhiệm với chồng với con và đã sinh được 8 anh em chúng tôi. Phát huy truyền thống đó, 8 anh em chúng tôi cũng sống và làm việc luôn chấp hành đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hiện tại mỗi người công tác một nơi, từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và Bình Phước, Vũng Tàu. Kính thưa các quý vị đại biểu, trong những ngày qua mẹ tôi bị mệt và một trận đau tim đột ngột đã cướp đi sinh mạng của mẹ tôi. Sau khi mẹ tôi ngã xuống, gia đình chúng tôi đã được đón nhận tất cả những tình cảm của các quý vị đại biểu, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, hoặc các xã dịch vụ cơ nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân Phú Tuấn, cũng như các quý vị đại biểu đại diện cho các gia đình đã thông gia liên gia với gia đình chúng tôi, rồi các tổ chức cựu thanh niên xung phong, hội quân nhân, rồi hội đồng ngũ đồng môn với tất cả những gia đình chúng tôi cùng bà con nhân dân trong xóm ngoài làng đã đến đây với tất cả những tấm lòng bằng những vòng hoa tang, những nhánh hương trầm chia sẻ nỗi mất mát lớn lao, nỗi buồn không có gì bù đắp được với gia đình chúng tôi. Thay mặt cho gia đình, tôi xin ghi nhận và xin trân trọng cảm ơn tất cả những tình cảm, những tấm lòng đó. Và sau khi đưa tiễn mẹ tôi ra nơi an nghỉ cuối cùng, tôi thay mặt gia đình xin trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đại biểu về lưu lại gia đình tôi để chúng tôi có lời cảm ơn lời cuối. Xin cảm ơn. Theo chương trình, ban tổ chức tăng xin trân trọng giới thiệu người con trai trưởng đến thắp hương kính viếng mồ mộ cha của mẹ. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức tăng xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Ngọc Thêm, trưởng thôn, trưởng ban tổ chức lễ tang, đại diện cho cán bộ nhân dân thôn Vĩnh Tây thắp nén nhang thơm ý kiến hương người cụ. Xin trân trọng kính mời. Tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu
cùng toàn thể đập tan đứng dậy nghiêm trang dành một phút nào nhỉ. Xin mời các con, các cháu chuyển linh cứu cụ lên trên mây về nơi an nghỉ cuối cùng đã được ân định. Ban tổ chức lễ tang trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể đám tang an sinh cứu cụ gia đình nhân dân đồng giá. Xin chân thành cảm ơn. Mẹ bỏ con đi đường xa mịt mùng, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Con ngồi mẹ bỏ con đi, trong khi con nằm mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ tôi đi đường xa vạn dặm, mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm. Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ con đi, gối lệch chăn mòn mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa, bao nhiêu giấc mộng lòng vàng bay xa. Mẹ bỏ con đi. Khi con nằm mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ tôi đi đường xa vạn dặm, mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm. Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ tôi đi, gối lệch chăn mòn mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con. Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa, bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa. Mẹ bỏ con đi.
con đầy nước thì cháy ra. Đốt là miếng ngưng ơi. Bước chân con chậm chậm, nhưng nếu lại thời gian, nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiến đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em cô bác, dân làng, tỉnh Liên gia, thôn gia, bạn bè bằng hữu gần xa với con cháu của cụ. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cảm đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vời, như đang đi lên trời, đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận, linh cứu đi chậm chậm, nghĩa ân tình lắng sông, thiên vác lắng đổi đầu, tình người làm dịu mắt. Trải chín nắng mười phương, trong trái dầu huy sướng, đó là tình ruột già, đó là tình quê hương.
Khi đến gần huyệt, trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ từ đưa xuống huyệt. Thiên thu vĩnh biệt là đây. Ơi trời cao lồng lộng, ơi đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất, chết lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở. Và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp nên phần mộ, chúc người yên giấc mộng say. Nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương. Cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa màng. Vĩnh biệt đất trời cách ngăn, ước mẹ một lần đoàn tụ quây quần yêu thương. Hương thơm đặt tại mộ người, nỗi niềm thương nhớ biết thời nào quên. Ân sâu nghĩa nặng báo đền, chúng con mãi mãi sẽ ghi tạc lòng. Mình con với một buổi chiều, hoàng hôn đã nhuộm với nhiều đắng cay. Còn đâu thấy mẹ nơi này, bậc thềm đá lạnh rêu đầy bước chân. Thắp hương gọi mẹ mấy lần, hình như mẹ đến trời vần mây mưa. Chỉ còn gặp mẹ trong mơ, gập ghềnh sóng vỗ phất phơ hoa ngàn. Mẹ đi lửa nguội cho tàn, để con lòng dạ vô vàn xót xa. Nay về thăm mẹ, mẹ ơi, nấm mồ vắng lạnh bời bời nắng mưa. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.
soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn.